thiệu mọi người, đây là đào, quả đào các bạn nhé, đào Fuji. Chị lấy về lâu chưa? Về hôm nay, vừa sáng nay à? Sáng nay của nhà chồng hay là đi lấy lại? Đây cũng đào à? À, đào, đào cái này gọi đào lông à? Có, chỉ lại đào lông, đào trơn. Đào trơn á? Cái này gọi đào trơn à? Hay nhỉ? Hôm trước vào đấy thì thấy họ mới ra hoa thôi. Thử được cái gì chị? Thử gì? Khờ, ngon thì mua gì? Thế không ngon thì có phải mua không? Hả? À, không thích ăn thì thôi à? À, còn có như quả này khuyến mại thôi gì? Ờ, thế phải thử nhá. Ngon thì sẽ mua nhá. Khuyến mại nhá. Ở bên này ngon hơn, bên này trơn. Chị ăn cho hai quả. Thử. Hai quả. Đoạn ngon thì nhé. Ai mới lại nó giúp nơi này, mới lại nó nhiều cục. Cái này ngon hơn. Ừ, ngon hơn rồi. Vâng. Nó đang hơi bé chị nhỉ? Đầu mùa. Nó đang đầu mùa. Chứ là mua quả to đấy. Hả? Thế biết. Quả đầu mùa không? Thì mua quả nhỉ. Quả to đấy. Ừ. 1 cân à? Ừ. Ngon lắm. Ngọt mà. Ăn được đúng không? Được. Mà đang làm xà đào, muốn làm xà đào nhưng ngại làm thế này. Con định mua để làm á? Em còn định mua làm xà đào ấy. Ừ. Xinh nhá. Ừ. Ừ. Nè, thử một quả ấy không? Đấy. Đào trơn à? Ừ. Đây là đào lông à? Ừ. Hai quả đều ngọt hả chị? Ừ. Đều ngọt đấy gì? Thử hết, thử cho con ngon. Phải thử à? Ừ. Thử mới biết được chứ nhỉ? Thử bằng ngon á. Cái này của nhà mình hay chị đi lấy về nào? Chị đi nhập về. Lấy của họ bán hay gì? Vâng, đây họ bán đấy. À, thế à. Thế trên đấy họ chín hết chưa? Ừ. Chín hết rồi à? Ừ, chín hết rồi. Thế à? Em lên Phú Nhi rồi nhưng mà... Xa nhưng mà một tuần ạ. Nên đợt chị là ở xã, ở ở bản nào? Là Phù Long B. Phù Long à? Ừ. Ô, Phù Long B, Phù Long em lên rồi, mới lên đỉnh Phù Long rồi. Vâng. Thế à, Phù Long B à? À, em vào đấy rồi, xa lắm, đi xa lắm. Ừ, đợt trước đi rồi nhưng đi xa lắm. Thôi lấy một cân này vậy, 20.000 đúng không? 20.000. Lấy một quả này vậy, lấy một cân lấy này một vậy, cân à? Lấy một cân. Quả này rồi lấy khoảng hai loại. Hai loại á? À, hết đúng không? Cùng giá như nhau à? Giá như nhau ấy. Đều bằng nhau, đều 20.000 à? Ừ. À, đây à? Thì thôi lấy, thế nhặt cho hạ một cân hai loại nhé. Ừ. Hai loại lấy một cân nhé. Vâng. Ăn cả hai xem nào. Lấy những cái quả này là lấy những cái quả nó. Quả không quả không không quả đẹp đẹp ấy gì? Không phải đẹp đẹp mà lấy cái quả cứ sẹo sẹo lên nó mới ngọt. Ừ đúng rồi. Những quả đẹp thì có khi ăn này lại không không ấy đúng không? Khi lấy quả nó chính là những cái quả này là bị nấy này. Quả săn xùi này gì? Quả săn xùi này khi nhà này. Nhỉ. Hôm sau mà anh đi trước em có phải nhỉ? Trước cái quái đâu, anh đi sau ơi. Một cân à? Một cân, chị cân cho em đi, xem được cân không? Lấy một cân. Ngon thì hôm nào lại vào lấy tiếp. Cân 2 đấy. Cân 2 à? Cân 2. 1 cân. Nếu một vài quả được 25.000. Ờ 1 cân 20.000 đúng không? 2 lạng nữa là bao nhiêu? 24.000 lấy 25.000. Thôi lấy cho đủ 25.000 đi. Nhặt mấy quả đấy đi. Đủ 25.000. Ừ. Rồi. Ừ. 25.000. Ở đấy có một cây. Một cây mà mấy cây luôn anh em ạ. Sao đâu? Hoa đẹp thế nhỉ? Đây này, không biết mọi người nhìn thấy không? Đây. Nó có cái hoa màu trắng nhé. Cái này không phải hoa ban là cái này cây cây gì mà sao có hoa đẹp thế nhỉ? Đây là đường về Điện Biên anh em ạ. Còn đi ngược lên đây là Keo Lôm. Mình đi lên đây tự nhiên thấy cái cây hoa màu trắng trắng này. Rất là đẹp luôn. Hoa gì đây nhỉ? Đặc biệt là cây này anh em ạ. Nở hoa trắng toát luôn. Cái này cây thần gỗ này. Anh em biết là cái hoa gì thì comment cho mình ở dưới video anh em nhé. Ở đây có mấy cái gian quán của bà con người Mông bán hàng anh em ạ, cạnh đường. Nhưng mà mình chưa gặp, đang định vừa đi gặp thì mua ít gừng mang về.
đang đi xuống cái chợ, xuống cái khu quán ấy thì có mấy cây hoa ở đây đẹp quá. Quay lại chia sẻ mọi người. Đây, ở đây có ba cây có hoa nở màu trắng đẹp tuyệt luôn, không biết là hoa gì cơ. Thôi thì mình đi tiếp nhé. Đây, hoa đây, ba cây hoa đây anh em, rất là đẹp luôn. Mình sẽ đi xuống dưới kia nhé. Vừa mua được ít đào thôi anh em, đào Puni ở xã Puni. Mùa này cây này nó mọc cực nhiều luôn anh em ạ, nhưng mình không biết là cây hoa gì cơ. Đây anh em này, mình lên video nào có khi hơi xa một chút ạ, mình quay bằng Go 7 mà. Đây này anh em này, cây này nhìn mắt thường rất là rõ này. Đây chỗ này còn mấy cây nữa đây này. Nhưng cái cây này là rõ nhất anh em ạ. Đây, con trắng này. Rõ nhất này. Hoa nó rụng đây này. Hoa nó rụng trên mặt đất này. Nó màu trắng trắng này này anh em này. Mọi người này, bạn nào biết thì comment giúp mình bên dưới video xem là cây đây là cây hoa gì nhé. Ồ, mình đứng đây còn thấy hoa nó rơi này. Nó đang rụng này, trắng, nó chẳng nhỏ nhỏ, trắng trắng ấy. Hay thật, tài thật, nhưng mình không biết cây hoa gì nữa cơ. Ở đây còn cây gì nữa nhỉ? Ô, cây này lạ nhỉ. Đây, hoa nó đây này. Cây cây hoa gì, à đây này, ong nó còn đi hút mật đây này anh em này. Cây này cây gì đây, có rất nhiều cây rất kỳ lạ, lần đầu tiên mình thấy đấy. Anh em là biết thì comment giúp mình. Đây, đây là cái hoa của nó rơi đi đấy, trắng trắng không biết là hoa gì luôn. Thôi đi tiếp anh em nhé. Ồ, quán này có các bà bán hàng. Ồ, quả dứa bà nhờ. Cháu đi tìm xem nào. Cháu đi tìm mua củ gừng mà. Bà ơi, bà có không? Hả? Củ gừng ấy, củ gừng ấy. Không có. Không có á? À thế à. Cháu mua củ gừng cơ. À vâng. Thế ạ. À? Ui. Nấm bà. Thế ạ. À? Ui nấm này to thế mọi người. Bà ơi đây, bà ấy phải nấm linh chi không bà? Nấm này nấm gì ấy nhỉ? Mình không biết là cái đây là nấm gì cơ. Dạ? Nấm linh chi. Linh chi à? Ừ, linh chi đấy. Đây anh em ơi, to chưa này. Cái này mình đi lấy trên rừng về bà nhỉ? À, lấy trên rừng. Vâng. Ui ô. To chưa? Cái này nó bám vào gỗ này này. Vâng. To thế nhỉ? Bà ấy lấy cái này khó không bà? Hả? Đi lấy cái này có khó không? Khó chứ. Thế á? À thế ạ. Cái này thì ngâm rượu uống đúng không bà nhỉ? Ngâm rượu đấy. Ngâm rượu à? Thì à, chữa bệnh ấy nhỉ? Ừ, nấm dạo này chữa bệnh. À, chữa bệnh à? Ừ. Vâng, vâng. Đây nữa mọi người này, đây cái này còn to hơn này. Ừ. Trời ơi, cái này chỉ khi phải đến cân ấy nhỉ? Đấy, cân chứ. Cân đấy bà nhỉ? Ừ. Vâng. Cái này thành một cân ấy. Cái này là một cân à? Ừ. À, vâng, vâng, vâng. Cái này nhỏ hơn này, cái này thì cái này nhỏ hơn một chút này. Nhỏ một tí. Còn cái này to. Cái này nhỏ một tí. Vâng, vâng. Cái này nhỏ hơn nhỉ? Vâng. Thế à? Cái này cho ông đi lấy à bà? Ừ. Thế à? Dạ. Cái này một cây mà. Cái này là một cây. Ừ, một cây mà, một cây này. À, hai cái này là một cây. Ừ, hai cái này. Hai cái này là này. À, hai cái này ghép thành một cây ấy gì? Ừ, một cây thôi. À, một cây thôi à? Ừ, một cây. À, vâng 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 vâng. Thế à? Một cây à, nó mọc như thế này à? À, cháu hiểu rồi, cháu hiểu. Tức là một cây mà nó thành hai cái nhánh thế này đúng không? À, thế là xong mình bẻ về ấy nhỉ? À đúng rồi anh em ạ, đây này. Bà bảo thấy cái này mà thấy cái này. Bà bảo cái này là một, nó mọc cùng một cây. Ừ, một à cây xong là sẽ mình sẽ bẻ về bà nhỉ? Ừ. À. Nhưng bà chắc là phải đi xa lấy mới được đúng không? Ừ. À vâng vâng. Vâng. Đây nhỉ. Có ai có mua thì mình sẽ lên đây để mua nhé, ngay chỗ quán của bà, ngay chỗ dốc Keo Lom đó. Vâng, Keo Lom đường lên đỉnh đèo Keo Lom.
Bà cái này bán thì bán theo cân đúng không bà? Ừ, 3 cân đi. Bao nhiêu tiền một cân hả bà? 1 cân là 100. 100.000 một cân đúng không? Ừ, 100.000 một cân. À vâng. Cái này là 100.000 một cân mọi người ạ. Nhé. Ai mà mua thì lên chỗ cái quán của bà đây này. Vâng. Ngay cái đường đường này lên bản bản gì bà nhỉ? Bản bên bản Phỉ Múa. Phỉ Múa. Phỉ Múa. À Phỉ Múa. Phỉ Múa 2. Phỉ Múa 2 à? Ừ, Phỉ Múa 2. Phỉ Múa A đấy. Phỉ Múa A. Ừ, Phỉ Múa A đấy. Vâng, xã Keo Lôm. Ừ, xã Keo Lôm. Vâng, xã Keo Lôm nhé. Ừ. Để mua này. Ừ. Và ngoài ra bà còn có cái bà cái này là cái cái này là măng ngon. Măng nhỉ? Măng bà nhỉ? Ừ, măng tả. Măng tả. Ừ, măng tả. À, măng chả. Ừ, măng chả. Măng chả. Măng chả. Măng chả đúng rồi, măng chả. Vâng. Măng chả. Măng chả, măng chả. Vâng. Vâng. Đây bà có cả gì nhỉ? Bi chuối bà nhỉ? Ừ. Bi chuối rừng đây mọi người này. À, bi chuối rừng này. Đấy. Cái này bà đều đi lấy ở trên rừng về hết đấy bà nhỉ? Lấy rừng về. Vâng, lấy ở rừng về rau má đây mọi người này. Rau má cũng lấy ở rừng. Rau má cũng lấy ở rừng đúng rồi. Toàn là đồ sạch hết nhỉ? Đồ sạch hết, ngọt chứ. Vâng, ấy ai có nhu cầu thì cứ lên đây nhé, ngay gần thôi mà. Đi qua không say là không đè mà không vâng. Không của cháu nó không lái. Vâng. Cái gì kia mà đi lái. À thế à. Vâng, đấy. Cái này là non đấy. Cái này là non này. Cái này là sạch lắm này, dòng má này mọi người. Cái này là xay. Vâng. Xay khô nhưng vâng. Vâng. Đây mọi người ạ. Dòng má nhìn rất là ngon luôn. Vâng. Đấy. Ui, cháu thấy giá trị nhất là cây nấm này thôi. Cây nấm này là giá trị nhất này. Vâng. Nhưng mình không mình chưa biết dùng. Ai mình biết dùng thì đây nhé, mọi người lên lên chỗ này để mua nhé. Vâng. Đây này. Ông bà ông đi lấy về cho bà mang bán đấy bà nhỉ? Sáng mang bán đây này. Vâng. Đấy. Đây là họ cái này bà bán 100.000, 100.000 một cân nhé, mọi người nhé. 100.000 một cân. Bà cái này là nấm đúng chính xác là nấm linh chi chứ bà nhỉ? Nấm nông chi đâu. Linh chi nhỉ? Ừ, nông chi đâu. Vâng. Nó là hai cái nhánh một cây thế này đúng không bà? À, đây đây đúng rồi, đây nó giống như một cây này. Nó mọc cho một cây ra nhỉ? Một cây ra. Vâng, sau đó là bẻ về để đi bán ấy bà nhỉ? Thay cái này là thay cái này thôi. À, nó cùng một cây nhỉ? Cùng một cây. Nó cùng một cây. Một cây này. Vâng. Thay cái này mà thay cái này. À, vâng, cháu hiểu rồi. Vâng. Vâng. À, còn đây quả dứa bạn này. Đây quả dứa nhé, nhỏ bà nhỉ, nhỏ xíu nhỉ. Là mang người là cái là mình nhưng dạ ừ. Thế à ừ. À thế à à năm cái nhỉ? 5 cái nó sẽ là một túi ừ. Một túi sẽ 10.000 à túi, à đây này à vâng mình đây này các bạn người đây này cứ một cái chỗ này là năm quả nhé. 5 quả thành một túi và 10.000 nhỉ bà nhỉ? Ừ, 10.000. Vâng, cái đây. 10.000 đấy. Đúng rồi, 10.000 vàng. Ừ. Đấy. Đúng rồi mọi người ạ. Đây là cái quán nhỏ đấy mà. Ừ. Đây, cạnh đường mọi người nhỏ đâu. Mình cũng bán một số các mặt hàng nhưng mà toàn ông bà đi lấy ở rừng về đấy mọi người ạ. Vâng. Sạch đấy nhỉ. Vâng. À bên này bà bán măng, bà cũng bán măng nhỉ. Vâng. Đây là măng này mọi người này. Cái này là măng. Măng chả bà nhỉ? Ừ, măng chả đấy. Măng chả đấy đúng không mọi người ạ? Đây cũng măng chả này. Ừ. Nhưng cái này thì cháu thấy hình như mọc dài hơn bà nhỉ? Ừ. Cái này à, dài hơn. Dài hơn nhỉ? Cái này măng đắng. À, cái này là măng đắng. Ừ. Cái này măng đắng. Cái này là măng chả này. Cái này là măng chả. Măng chả à. Ừ. Cái này ăn nó đắng, nó vị đắng. Cái này không đắng. À, cái này ạ? Không đắng, cái này ngon lắm. Ô thế à bà? Ừ. Cái này ngon lắm. Bà cái này thì mình cũng luộc lên à? Ừ, luộc ăn. Ngon lắm. Ồ, ừ. Thế à? Ừ. Luộc lên, bóc ra luộc lên hả bà? Ừ, bóc luộc lên, ngon lắm. Nó không đắng đâu gì ạ? Nó không đắng. Thế à? Ừ, cái này không đắng đâu. À, thế thì mình sẽ phải thế thì ăn thử thôi. Vâng. Cái này không đắng. Thế à? Bóc ra xong rồi lấy. Bóc ra cái này là luộc ăn. À, luộc ăn. Ừ, luộc ăn đi. À, vâng, hay gì. Thế này thì ăn phải thử thôi. Vâng. Ăn ngon lắm. À, thế à? Vâng. Rồi thì bà lấy cho cháu một bó nhé. Ăn thử nhé. Mai ngon thì mai cháu vào cho lại mua ủng hộ bà nhé. Vâng. Vâng. Đấy, hôm nay về
chiều được ăn thử luôn. Vâng, nhé. Ừ, ăn đi. Ngon thì mai cháu vào cho đấy. Vâng, mua ủng hộ bà. Cháu đi tìm mua củ gừng đấy bà. Nhưng mà hôm nay bà lại không có nè. Không có củ gừng. Vâng, không có củ gừng rồi. Không có. Vâng. Đây, mua ủng hộ bà cái măng, túi măng mọi người ạ. Này định mua mấy củ gừng nhưng mà không có rồi, hết mất rồi. Không có rồi. Thôi mình cũng kết thúc video bé bé nhỏ đây thôi nhé. Đi về thôi. Tạm biệt. Bye bye. Oh.